Mới đây, người dân Na Uy đã bắt đầu bỏ phiếu bầu cử quốc hội với một kết quả khó phân định thắng bại giữa phía đảng cánh hữu và cánh tả của nước này. Đây là lần bỏ phiếu rất quan trọng với kinh tế Na Uy, bởi kết quả cuối cùng sẽ tác động trực tiếp tới tương lai của ngành dầu mỏ Na Uy trong thời gian tới. Đảng cánh hữu của Thủ tướng Na Uy muốn cắt giảm các loại thuế nếu như họ giành chiến thắng. Trong khi đó, phía cánh tả đảng lao động do ông Jonas dẫn đầu lại muốn tăng thuế để có thể cải thiện các dịch vụ công cộng. Kết quả cuối cùng trong lần bỏ phiếu này cũng sẽ tác động trực tiếp tới ngành khai thác và chế biến dầu mỏ của Na Uy. Bởi đơn giản, để có thể thành lập chính phủ thì cả hai đảng cánh tả và hữu đều phải có thể phụ thuộc vào một hoặc nhiều đảng đang muốn tìm cách hạn chế khai thác dầu trên khu vực biển Bắc Cực phía bờ Tây của Na Uy. Như vậy, tương lai của ngành dầu mỏ Na Uy và việc làm của hàng nghìn người, ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Na Uy, sẽ được quyết định sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố vào ngày 12 tháng 9 giờ Việt Nam.